sự kiện năm nữ sinh lớp 7 có một trường trung học ở Hải Dương ôm nhau tự tử cách đây vài năm. Quả là một câu chuyện đau lòng, không riêng cho cha mẹ các em, cho trường các em, mà còn là tiếng báo động cho các bậc phụ huynh cả nước. Trên một tờ giấy ghi lại lý do của cuộc tự tử, người ta đọc được những dòng tuyệt mệnh như sau. Hôm nay là ngày cuối cùng. Năm chúng tôi viết lại cho các bạn. Tôi rất buồn vì chúng tôi là những đứa con bất hiếu, nhưng chúng tôi cũng khổ lắm. Đứa một, do nhà hai con gái, nên bị mắng nhục lắm. Đứa hai, nhà năm em gái, nên cũng bị mắng nhiều lắm. Đứa ba, đứa bốn, do cha mẹ bắt ép quá mức, nên cũng phải chịu. Đứa năm, do bố mẹ mắng nhiều quá. Tụ trung, chính do bị mắng nhiều quá, mà năm em nữ sinh này đã quyết định dùng khăn quàng cột tay nhau, nhảy xuống sông tự tử. Câu chuyện thương tâm trên đây nêu lên vấn đề giáo dục trong gia đình. Cha mẹ nào mà chẳng mong cho con cái của mình nên người, nhưng phải thực thi quyền bính của mình như thế nào? Không riêng tình trạng chung cả nước, mà giáo dục gia đình cũng đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tụ trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái, đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người có con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó thiết tưởng, có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ,
Tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể, cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ, có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách, thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm mà còn mang lại những ân ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy. Như chúng thấy, chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình. Lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái. Xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. Cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây.
Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.